Thế nên Kinh Vô Lượng Thọ giảng được càng rõ ràng, bởi vì kinh văn dài. Ở khéo giữ ba nghiệp, trong phòng thứ 8 nói, chúng ta xem thấy một thí dụ không giống với Kinh Đại Thừa thông thường. Trong Kinh Giáo Đại Thừa, Phật nói ba nghiệp đều là nói thân khẩu ý. Bốn kinh này Phật đã nói, Ngài đã nói là khẩu thân ý. Đem khẩu nghiệp để thứ nhất. Đây là có ý nghĩa đặc biệt. Khẩu nghiệp rất dễ dàng phạm, cho nên khẩu nghiệp có bốn điều. Bạn xem thân ba điều, ý ba điều, khẩu bốn điều, rất dễ dàng phạm. Người học Phật, người niệm Phật, công đức đã niệm đều từ trong miệng lưu xuất ra. Không thể bao dung, không thể dung nhẫn, ưa thích phê bình. Cho nên niệm Phật cả đời không thể giảng sanh. Lão Hòa Thượng Hải Hiền cả đời 92 năm niệm Phật, Ngài là tích lũy, không hề bị tiêu mất. Cái công đức này bao lớn. Chúng ta là một mặt niệm, một mặt tiêu mất, tạo khẩu nghiệp. Cho nên Phật đem nó xếp hạng thứ nhất, đặc biệt răn dạy người niệm Phật, bởi vì đây là thông đạo mau chóng đặc biệt. Thông đạo mau chóng thành Phật. Mười nghiệp thiện này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người, cũng chính là không vọng ngữ, không hai chiều, không thêu dệt, không ác khẩu. Phải giữ lấy. Tại vì sao có thể tạo nghiệp? Đương nhiên ý nghiệp là chủ. Bạn khởi tâm động niệm bất thiện, ý nghiệp là tham sân si, tự tư tự lợi. Tham sân si mạng, năm độc đầy đủ, khởi tâm động niệm rất dễ dàng, rất tự nhiên, đều nghĩ đến tổn người lợi mình, vì thì hỏng rồi, vì thì tạo nghiệp ba đường ác. Chính mình không hề biết, hữu ý vô ý ngày ngày đang tạo, không tích lũy được công đức. Thời gian niệm Phật ít, thời gian tạo nghiệp dài, sức niệm Phật mỏng yếu, sức mạnh tạo ác hùng hậu. Bạn làm sao có thể rời khỏi ba đường? Nói ra lời nói hơi khó nghe, bạn làm sao có thể rời khỏi địa ngục? Toàn là tạo nghiệp địa ngục. Kinh có nghe hiểu hay không? Không hề nghe hiểu. Biến số nghe chưa đủ. Tại vì sao không đủ? Là dùng tâm tán loạn để nghe, dùng tâm toán loạn để niệm Phật. Cho nên nghe kinh niệm Phật không có được hiệu quả. Người thật sự tin tưởng thì đời này họ sẽ thành Phật. Nếu bạn phê bình, khiến người mới tin thay đổi đức tin, nảy sinh hoài nghi về việc này, thì bạn đã đoạn mất cơ hội vãng sanh thế giới cực lạc thành Phật trong đời này của họ rồi.
Đây gọi là đoạn pháp thân huệ mạng của người khác. Tội đoạn pháp thân huệ mạng của người khác so với tội sát sanh, giết hại thân mạng của người khác còn nặng hơn. Giết thân mạng người thì đọa địa ngục, đoạn pháp thân huệ mạng thì chắc chắn đọa vô gián địa ngục. Tương lai, sau khi trả xong tội báo trong địa ngục, lại được thân người. Nhưng đời đời kiếp kiếp ngu si, không nghe kinh pháp, tội này rất nặng. Bạn biết rằng, ngược lại, nếu tùy hỷ tán thán thì công đức này lớn, chẳng những thành tựu người khác mà tương lai chính mình sẽ thành tựu. Trọng điểm tiếp theo nói về khéo giữ ba nghiệp: thân, khẩu, ý. Khéo giữ khẩu nghiệp, không chê lỗi người. Khéo giữ thân nghiệp, không mất luật nghi. Khéo giữ ý nghiệp, thanh tịnh vô nhiễm. Khéo giữ ba nghiệp: khẩu nghiệp, thân nghiệp, ý nghiệp. Khéo giữ khẩu nghiệp, không chê lỗi người. Khéo giữ thân nghiệp, không mất luận nghi. Khéo giữ ý nghiệp, thanh tịnh vô nhiễm. Bốn câu này trong các kinh Đại Thừa thường nói đến, không biết mấy người làm được. Nếu không khéo giữ thân khẩu ý nghiệp thì không đến được Tây Phương Cực Lạc đâu. Bạn đã nhận thức được tầm quan trọng của việc khéo giữ ba nghiệp hay chưa? Dạng phần chớ lại xem đây là việc nhỏ, không ảnh hưởng đến đại cục. Mỗi ngày đều nói không chê lỗi người, nhưng chỉ nói mà không làm thì có nói nhiều đến đâu cũng vô ích. Sống hồ đồ trộn rộn, hãy ngậm cái miệng lại, quản lý tốt cái lưỡi. Nhất tâm niệm Di Đà mới đến Cực Lạc được. Chúng sanh mặc pháp, can cường khó giáo hóa, mỗi ngày tạo nghiệp, hủy bán Phật Pháp. Mở miệng chỉ nói những lời linh tinh bậy bạ, phê tổ, mắng thầy, miệng đầy lời thô tục. Tông môn giáo hạ đều là pháp của Đức Thích Ca, pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Mỗi ngày tính toán anh thấp tôi cao, mê hoặc điên đảo bán Phật bán Pháp. Trọng điểm tiếp theo nói về khéo giữ ba nghiệp: thân, khẩu, ý. Khéo giữ khẩu nghiệp, không chê lỗi người. Khéo giữ thân nghiệp, không mất luật nghi. Khéo giữ ý nghiệp, thanh tịnh vô nhiễm. Những câu nói này thường được Thế Tôn nói đến trong các kinh luận Đại Tiểu Thừa. Không biết đã nói bao nhiêu lần rồi, nhưng thứ tự sắp xếp đều là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Kinh Vô Lượng Thọ không như thế, mà sắp xếp theo thứ tự khẩu, thân, ý. Ở đây, liệu chúng ta có thể lĩnh hội được dụng ý của Thế Tôn chăng? Tam nghiệp rất dễ tạo, đặc biệt là khẩu nghiệp, cho nên đem khẩu nghiệp đặt ở vị trí đầu tiên, dùng ý này rất sâu. Dạng phần chớ nên xem thường khẩu nghiệp. Trong một đời người, khẩu nghiệp mang đến cho bạn vô lượng lỗi lầm, nghiêm trọng thì đọa vào vô gián địa ngục. Ví dụ như phá hòa hợp tăng thì khẩu nghiệp chiếm nhiều nhất. Những thứ tạo ra chính là nghiệp nhân đọa địa ngục. Vì sao vậy? Bởi vì tăng đoàn hòa hợp đáng quý. Khu vực này có một tăng đoàn hòa hợp xuất hiện thì được sự gia trì của thần hộ pháp trong Tam Bảo, khu vực này sẽ không có tai nạn. Bạn xem công đức ấy lớn biết bao. Nếu như bạn phá hoại tăng đoàn hòa hợp này, bạn nói xem tội nghiệp của bạn sẽ lớn bao nhiêu. Hãy khéo giữ khẩu nghiệp,
trong ba nghiệp thì khẩu nghiệp rất dễ phạm, cho nên cần phải khéo gìn giữ. Chủ yếu là không chê lỗi người. Chê chính là khiển trách, phỉ báng. Không được chê cười lỗi lầm của người khác. Khẩu nghiệp và ý nghiệp có quan hệ liên đới. Khẩu nghiệp không nói lỗi lầm của người khác, trên thực tế là ý nghiệp không thấy lỗi lầm của người khác. Hết thảy đều là Phật. Kinh Thủ Lăng Nghiêm nói, hết thảy sự đều rốt ráo kiên cố. Đây chính là cái gốc của việc không thấy lỗi của người khác. Không thấy lỗi của người khác chứ không phải trở thành kẻ hồ đồ. Có hai câu nói như sau rất phù hợp. Giỏi phân biệt tướng của các pháp, mà bất động giới đệ nhất nghĩa. Khéo phân biệt, nhưng không hề dao động nơi đệ nhất nghĩa. Bất động nơi đệ nhất nghĩa, nhưng vẫn khéo phân biệt tướng của các pháp. Tóm lại, đều không rơi vào bên nào cả. Đây mới là trung đạo. Khéo giữ thân nghiệp, không mất luật nghi. Luật chính là giới luật. Nghi là nghi tắc, nghi thức, nghi quỷ. Phương pháp phòng ác ngừa quấy gọi là giới luật. Y theo giới luật mà hành động thì gọi là luật nghi. Kinh Anh Lạc nói, hết thảy chúng sanh vừa nhập vào biển Tam Bảo, lấy tính làm gốc, sống trong nhà Phật, lấy giới làm gốc. Giới là căn bản, cho nên khéo giữ thân nghiệp, nghiêm giữ tịnh giới, trở thành bậc mô phạm của trời người. Khéo giữ ý nghiệp, thanh tịnh vô nhiễm. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói, khéo giữ ý nghiệp là chính yếu. Đó chính là Bồ Tát khéo giữ niệm của mình, ý niệm của chính mình. Đây là chánh hạnh. Do bởi khế nhập sâu vào trung đạo, chánh địch thường tịch, liễu đạt nguồn chân, diễn ly sanh diệt. Tự nhiên diễn ly hết thảy cấu nhiễm phiền não, nhưng đó ý nghiệp thanh tịnh vô nhiễm. Đây là một đoạn quan trọng nhất trong chú giải. Chúng ta vì sao phải làm như vậy? Đây chính là vì khéo giữ ý niệm, chính là khế nhập sâu vào trung đạo. Trung đạo là không trụ vào hai bên, chính là thanh tịnh vô nhiễm, tương ưng với thanh tịnh bình đẳng giác trong tựa đề kinh. Thanh tịnh bình đẳng giác là đại bồ đề tâm chân thực. Chúng ta không có năng lực, chúng ta không khéo giữ được, nên bất đắc dĩ dùng danh hiệu A Di Đà Phật để thay thế. Đây là phương tiện thù thắng không gì sánh bằng của Tịnh Tông, và cũng chỉ có pháp môn này có mà thôi, trong các pháp môn khác không có. Ý nghiệp thanh tịnh thì thân khẩu sẽ theo đó mà thanh tịnh. Nói về khẩu nghiệp thì không chê lỗi người, sẽ không phê bình người, sẽ không chế giễu người, sẽ không hủy báng người. Chúng ta xoay chuyển ý niệm trở lại, chỉ lo quản chính mình, thì có thể không chê lỗi người. Nhất định phải chính mình hồi đầu, chính mình phải phản tỉnh, thời thời khắc khắc phản tỉnh, thời thời khắc khắc sửa đổi lỗi lầm của chính mình. Đó chính là ý niệm. Khẩu nghiệp không chê lỗi người, thật sự là do ý nghiệp không thấy lỗi người. Lời này nói rất hay. Nếu người chân thật tu đạo thì không thấy lỗi thế gian. Đây là lời Đại sư Huệ Năng nói. Những người tu hành không biết người khác có lỗi lầm chăng? Họ biết, họ nhìn thấy lỗi của người khác, nhưng họ không nghĩ người khác, mà họ quay đầu lại nghĩ về chính mình. Mình có lỗi lầm này hay không?
Nếu có thì mau chóng sửa đổi, nếu không có thì niệm A-di-đà Phật. Thấy lỗi người, trên thực tế chính là lỗi lầm của chính mình. Không nhìn thấy lỗi người thì không nhìn thấy mình lỗi. Công phu tu hành phải luyện tập từ chỗ này. Không có những người đó biểu diễn thì chúng ta đến đâu tu hành đây? Cho nên, bất luận họ thị hiện thiện, thị hiện bất thiện, thì thấy đều là Bồ Tát. Đại từ Đại Bi đến dạy dỗ một mình tôi. Họ không phải dạy người khác mà là dạy tôi. Mình phải hoàn toàn tiếp nhận. Sau khi tiếp nhận, nếu có thì sửa, không thì cố gắng hơn. Hết thảy đều không lỗi, vốn tự không cấu nhiễm, vốn tự thanh tịnh như vậy, vốn tự viên thành. Bốn câu này hoàn toàn là minh tâm kiến tánh, là cảnh giới của Đại Bồ Tát. Pháp thân Bồ Tát nhìn thấy, hết thảy đều không có lỗi lầm. Chẳng những không có lỗi lầm, mà tất cả đều phải chân thật, đều là giả. Kinh Bát Nhã nói với chúng ta rằng, hết thảy pháp đều vô sở hữu, rốt ráo không, không thể đạt được. Thì còn có lỗi lầm gì chứ? Có ô nhiễm gì chứ? Nói cách khác, lỗi lầm và ô nhiễm từ đâu mà đến? Là từ vọng niệm của chúng ta mà đến. Trong tâm của bạn có những vọng niệm này, thì vĩnh viễn không nhìn thấy thật tướng của các pháp. Vì sao vậy? Bạn chính mình tạo ra một chướng ngại, đó chính là khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước. Sự chướng ngại này ngăn bạn vĩnh viễn không thể kiến tánh, công phu niệm Phật vĩnh viễn không thể thành tựu, không nhìn thấu. Bốn câu này là ý của ba chữ trong kinh Thủ Lăng Nghiêm là như nhau, chính là nghĩa hết thảy sự đều rốt ráo kiên cố. Bạn xem, hết thảy pháp của vạn sự vạn vật thảy đều không có lỗi lầm, thì lấy đâu ra lỗi lầm chứ? Nguyện thứ 17, nguyện được chư Phật xưng tán. Nguyện văn như sau: ngã tác Phật thời, thập phương thế giới vô lượng sát trung, vô số chư Phật nhược bất cộng xưng tháng ngã danh, thuyết ngã công đức quốc độ chi thiện giả, bất thủ chánh giác. Nguyện này vô cùng quan trọng. Nếu không có nguyện này, thì thế giới Tây Phương Cực Lạc có tốt đến đâu chúng ta cũng không biết. Là ai đã nói với chúng ta có thế giới Tây Phương Cực Lạc vậy? Là mười phương chư Phật nói với chúng ta. Dùng phương thức gì nói với chúng ta? Dùng cách tán thán. Mười phương chư Phật cùng tán thán thế giới Tây Phương Cực Lạc. Khi chúng ta biết được thế giới Tây Phương Cực Lạc, đại ý của lời nguyện này là: khi tôi thành Phật, vô số chư Phật trong vô lượng cõi Phật, mười phương thế giới, nếu không đồng xưng tán danh hiệu của tôi, diễn nói công đức của tôi và những điều tốt lành ở cõi nước tôi không thành Phật. Từ xưng trong lời nguyện là xưng dương, tuyên xưng. Tháng là tám tháng, tán thưởng. Từ nguyện này, chúng ta mới thấy rõ khu vực giáo hóa của A-di-đà Phật là tận hư không khắp pháp giới. Nguyện này thể hiện rõ vô số chư Phật trong vô lượng cõi nước, mười phương thế giới. Nói cách khác, một thế giới cũng chẳng sót, một vị Phật cũng chẳng sót. Không có thế giới nào, không có vị Phật nào không xưng tán A-di-đà Phật, không xưng tán thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tán thán thế nào? Danh là nói công đức danh hiệu,
và sự tốt lành của cõi nước chính là giảng giải kinh Vô Lượng Thọ. Đại đức tổ sư của Tịnh Tông Nhật Bản, Sư Vọng Tây nói: Lục bát nguyện trung, lục bát chính là 48. Trong 48 nguyện thì nguyện này quan trọng nhất, quan trọng hơn hết thảy. Nhược vô thử nguyện, y văn thập phương. Nếu không có nguyện này thì mười phương thế giới ai biết được có A-di-đà Phật, ai biết được có thế giới Cực Lạc. Ngã đẳng kim trị vãng sanh giáo giả, thiên thử nguyện ân, thiện tư niệm chi. Chúng ta đối với nguyện này phải đảnh lễ, phải cảm ơn. Vì sao vậy? Người thật sự tin tưởng thì đời này họ sẽ thành Phật. Nếu bạn phê bình, khiến người mới tin thay đổi đức tin, nảy sinh hoài nghi về việc này, thì bạn đã đoạn mất cơ hội vãng sanh thế giới Cực Lạc thành Phật trong đời này của họ rồi. Đây gọi là đoạn pháp thân huệ mạng của người khác. Tội đoạn pháp thân huệ mạng của người khác so với tội sát sanh, giết hại thân mạng của người khác còn nặng hơn. Giết thân mạng người thì đọa địa ngục, đoạn pháp thân huệ mạng thì chắc chắn đọa vô gián địa ngục. Tương lai, sau khi trả xong tội báo trong địa ngục, lại được thân người. Nhưng đời đời kiếp kiếp ngu si, không nghe kinh pháp, tội này rất nặng. Bạn biết rằng, ngược lại, nếu tùy hỷ tán thán thì công đức này lớn, chẳng những thành tựu người khác, mà tương lai chính mình sẽ thành tựu. Như lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói, ý của Sư Vọng Tây là nếu không có nguyện này, thì chúng ta sống trong lục đạo luân hồi, nơi cõi ta bà uế độ. Làm sao có thể nghe biết được đức giáo chủ của cõi ấy và tên của cõi Phật ấy? Giáo chủ cõi ấy chính là A-di-đà Phật. Tên cõi nước Phật ấy là thế giới Cực Lạc. Phật ấy, cõi ấy, công đức thắng diệu, thanh tịnh trang nghiêm. Nếu chưa từng nghe, thì làm sao phát khởi nguyện thù thắng cầu sanh về cõi ấy? Điểm then chốt chính là ở đây. Cho nên, cổ đức thường nói với chúng ta, thà động nước ngàn sông, đừng động tâm người tu đạo. Họ đã đi trên chánh đạo. Bạn khiến họ cải đạo, khiến họ đi lầm đường. Trách nhiệm này không gánh nổi. Thế nên, ngày nay, chúng ta có thể nghe pháp môn tịnh độ thật sự là nhờ lực của nguyện này. Từ Đại sư Huệ Viễn xây niệm Phật đường ở Lô Sơn, 123 người cầu sanh thế giới Cực Lạc, ai nấy đều vãng sanh. Lúc Viễn công vãng sanh, nói với mọi người, trước đó, Ngài đã thấy thế giới Cực Lạc 3 lần rồi. Nhìn thấy trong định, lúc tỉnh tọa nhập định trong niệm Phật đường đã nhìn thấy, nhưng không nói với bất kỳ ai. Đây là lần thứ tư Phật đến tiếp dẫn, Ngài sắp vãng sanh. Đồng thời, nhìn thấy các đồng học ở liên xã trước đây vãng sanh, thấy đều ở bên cạnh A-di-đà Phật đồng đến tiếp dẫn. Ngài còn nêu ra được tên của từng người. Việc này làm chứng chuyển cho chúng ta. Từ Đại sư Viễn Công đến ngày nay, mỗi triều đại có biết bao người niệm Phật vãng sanh. Số ấy không kể xiết. Tông phái nào cũng không có được sự thù thắng của tịnh độ. Vì sao vậy? Tịnh độ dễ dàng. Tịnh độ chủ trương đới nghiệp vãng sanh. Bất kỳ pháp môn nào khác đều không đới nghiệp, không cho mang theo nghiệp.
bản thân nhất định phải đoạn phiền não, nâng cao cảnh giới của chính mình. Bạn không đoạn được phiền não tập khí thì bạn không nâng cao được. Pháp môn này không cần như vậy. Chỉ cần bạn tin tưởng, chỉ cần bạn muốn đi, nguyện chính là tôi muốn đi. Bạn xem, đơn giản biết bao. 84.000 pháp môn độ 84.000 chúng sanh căn tánh không như nhau, không phải phổ độ. Pháp môn niệm Phật là phổ độ. Bất luận tu pháp môn nào cũng đều được độ. Một môn tức là tất cả môn, tất cả môn tức là một môn. Phải hiểu điều này. Nếu không hiểu điều này thì bạn uổng công học Phật rồi. Cho nên tôn kính tất cả pháp môn, giống như thiện tài đồng tử 53 lần tham vấn, thiện tài tu pháp môn nào? Tu pháp môn niệm Phật, làm sao biết được? Thiện tri thức đầu tiên dạy ngài, cái nào đến trước thì làm chủ. Người Trung Quốc có ý thức này, người Ấn Độ cũng vậy. Tỳ kheo Đức Vân, Tứ Thập Hoa Nghiêm gọi là Tỳ kheo Kiết Tường Vân chỉ là một người. Lần tham vấn đầu tiên, ngài tu Bát Chu Tam Muội, chuyên niệm A Di Đà Phật. 51 vị thiện tri thức trong số đó đại biểu cho vô lượng pháp môn, đại biểu đại thừa, tiểu thừa, hiển giáo, mật giáo, tông môn, giáo hạ. Đây là người Trung Quốc phân ra đại biểu tất cả pháp môn. Pháp môn sau cùng, vị thứ 53, Phổ Hiền Bồ Tát dùng 10 đại nguyện vương dẫn về Cực Lạc. Pháp môn đầu, pháp môn cuối, chúng ta liền hiểu rõ. Hiện tại đồng tử là tu pháp môn niệm Phật, vãng sanh thế giới Cực Lạc, thành tựu Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Nguyện này cũng nhắc nhở việc tán thán lẫn nhau quan trọng biết bao. Pháp môn đều tốt, phải tán thán, không thể so cao thấp. Nếu so sánh thì đều đọa địa ngục. Vì sao vậy? Hủy bán pháp môn. Pháp môn đó là Phật nói. Nếu bạn hủy bán nó thì hủy bán Phật Pháp. Hủy bán Phật Pháp nhất định đọa vô gián địa ngục. Không những các pháp môn khác nhau trong cửa Phật phải tán thán lẫn nhau, mà đối với tôn giáo khác cũng phải tán thán lẫn nhau. Vì sao vậy? Chỉ có tán thán lẫn nhau, thế giới mới được hòa bình. Phật giáo Trung Hoa là tam học nhất nguyên. Tam học, thứ nhất là luật, thứ hai là thiền, thứ ba là giáo. Luật, thiền, giáo đều do Thích Ca Mâu Ni Phật truyền. Bạn phê phán thứ nào cũng là phê bình Thích Ca Mâu Ni Phật, phê bình tổ sư đại đức của các chi phái, phê bình tất cả người tu hành ở đây. Bạn không đọa địa ngục thì ai đọa địa ngục? Phải biết đều là cùng một nguồn gốc, đều là Phật nói. Hết thảy pháp thế xuất thế gian đều lấy hòa làm quý. Vì sao không thể chung sống hòa mục chứ? Vì sao lại đấu tranh? Đấu tranh là hủy hoại bản thân, cũng hủy hoại người khác, càng ảnh hưởng lớn đến mọi người trong xã hội. Họ sẽ không tín nhiệm tôn giáo, đó không phải là điều tốt. Bạn thấy họ đấu tranh với nhau. Cho nên, chúng ta chỉ có tán thán, không có hủy bán. Vì sao vậy? Chúng ta không thể bán Phật, không thể bán Pháp, không thể bán Tổ sư Đại Đức. Phải làm tấm gương tốt cho mọi người trong xã hội. Căn tánh của mỗi người không như nhau. Phật ứng cơ thuyết Pháp, nói ra vô lượng pháp môn.
trong vô lượng pháp môn đó bao gồm các tôn giáo khác nhau. Vì vậy, tôn giáo trên thế giới là một nhà, việc tán thán rất là quan trọng. Do Đức Di Đà có đại nguyện thứ 17, nên chúng ta đời này mới có thể gặp được pháp môn phương tiện thù thắng như vậy. Mọi người nghĩ xem, Ngài Pháp Tạng lập nguyện mười phương đều nghe danh hiệu Ngài là vì lý do gì? Tuyệt đối không phải là vì sự nổi tiếng của mình, mà tâm tâm niệm niệm điều gì nhiếp trọn tất cả chúng sanh mười phương vãng sanh cực lạc, rốt ráo thành Phật. Nếu không có nguyện này, thì nguyện mười niệm ắt sanh, cho đến những nguyện khác cũng có mà như không. Nguyện mười niệm ắt sanh vô cùng thù thắng, nhưng nếu căn bản không nghe được Phật hiệu thì sao niệm mười niệm được? Ngay cả một niệm cũng chẳng có. A-di-đà Phật là tánh đức, là danh hiệu của tánh đức. Tánh đức là thứ mà tất cả chúng sanh đều có như nhau. Dùng tánh đức chung của chúng sanh làm phương pháp tu hành thì thật là vi diệu. Cho nên, chỉ cần niệm A-di-đà Phật thì đã niệm hết thảy pháp rồi. Không chỉ là Phật Pháp, hai từ Phật Pháp cũng có thể khái quát tất cả pháp. Trên thực tế, tất cả pháp như đàn kinh nói chính là nào ngờ tự tánh có thể sanh ra vạn pháp. Danh hiệu chung của vạn pháp chính là câu A-di-đà Phật, là đệ nhất đức của tánh đức, danh hiệu đệ nhất trong danh hiệu. Theo thứ tự sắp xếp chữ Hán của Trung Quốc chúng ta, thứ tự đầu tiên là chữ nhất. Nhất chính là đạo. Đạo sanh nhất, nhất sanh nhị, nhị sanh tam, tam sanh vạn pháp. Chữ nhất đại biểu cho đạo. Cho nên A-di-đà Phật chính là nghĩa của chữ nhất này. Vì vậy, chúng ta biết được tâm của Đức Di-đà chỉ là vì nhiếp thọ rộng khắp hết thảy chúng sanh mười phương, giảng sanh thế giới cực lạc, rút ráo thành Phật, bạn thấy hiếm có biết bao. Chúng ta phải cảm ơn. Sao chúng ta có thể nhẫn tâm phá hoại được? Nhẫn tâm phá hoại là người vô tri, là người không hiểu Phật Pháp. Người thật sự hiểu Phật Pháp nhất định sẽ không làm chuyện như vậy. Nếu muốn Phật Pháp hưng, chỉ có tăng tán thán tâm. Hãy nhớ thật kỹ câu nói này: đối với người đừng tranh, thứ gì cũng tốt. Tốt thật sự chính là tương lai vãng sanh làm ra tấm gương tốt, đó chính là tốt nhất, tốt viên mãn. Nếu trong cửa Phật hủy bán lẫn nhau thì thật sự không nên làm. Chư Phật dạy rằng hài hòa là phương pháp bậc nhất. Phật Phật phải tán thán lẫn nhau thì Phật Pháp mới hưng vượng. Thế gian dĩ hòa vi quý, bất hòa thì gặp tai ương. Tôn giáo là một nhà, không phân bạn, tôi, họ, tất cả đều thành Phật. Đại nguyện viên mãn rồi. Chúng sanh mạt pháp can cường khó giáo hóa, mỗi ngày tạo nghiệp hủy bán Phật Pháp, mở miệng chỉ nói những lời linh tinh bậy bạ, phê tổ mắng thầy, miệng đầy lời thô tục. Tông môn giáo hạ đều là pháp của Đức Thích Ca, pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Mỗi ngày tính toán anh thấp tôi cao, mê hoặc điên đảo bán Phật bán Pháp. Thế xuất
thế gian, pháp đều phải buông xuống, pháp còn nên xả, huống là chẳng phải pháp. Hãy ghi nhớ thật kỹ, tam học chung một nguồn, tôn giáo trên thế giới vốn là một nhà. Lợi ích của việc tịnh khẩu. Cư sĩ Hoàng Trung Sương: một, thật sự làm được khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người. Bản thân cố gắng hết sức tu tốt thập thiện nghiệp, tích lũy phước đức làm tư lương để giảng sanh, đồng thời có thể phòng ngừa sự tiêu hao một ít phước báo đã vất vả tu hành và tích lũy từ lời nói, cũng có thể ngăn chặn những phiền phức và tai họa từ lời nói sai lầm gây ra. Ở một mức độ cao hơn là làm đoạn tuyệt nghiệp nhân và nghiệp duyên trên con đường Bồ Đề. Hai, có thể ngăn chặn phạm phải tội nặng phá lục hòa kính, phá hoại đạo tràng chánh pháp. Ngạn ngữ có câu: người tâm bình khí hòa không nói, nước phẳng lặng chẳng trôi. Trong kinh dịch cũng nói: người lương thiện ít nói, phàm phu thích nói chuyện phiếm tạp tâm. Kỳ thực là do phiền não tập khí tham sân si mạng trong tâm quá nặng, không nói chuyện thì cảm thấy khó chịu, cứ phải tìm đề tài để tiêu khiển. Người quá ưa thích nói chuyện thật sự là tâm không ở trong đạo, mà còn nói lên người đó hầu như không giác ngộ, vẫn chưa thật sự sanh khởi tâm liệu thoát sanh tử ra khỏi tam giới. Nếu là người thật sự tu đạo, thường giữ tâm hổ thẹn, nhất định sẽ quý trọng thời gian, hết lòng hết dạ nghe kinh, đọc sách, niệm Phật, lạy Phật. Lời nói của phàm phu là do phiền não tập khí dẫn dắt, khó tránh khỏi việc gây tổn hại nhiều hơn là làm lợi ích cho người khác, mà còn thiếu hụt tâm chân thành cung kính. Trong lời nói vô hình trung sẽ làm người khác lầm lạc, tổn thương người khác, từ nhiều xích mích nhỏ mà biến thành xung đột lớn, cuối cùng sẽ phá hoại sự hài hòa của đôi bên. Vậy là phạm tội phá lục hòa kính mà bản thân vẫn không hay không biết đã phá lục hòa kính, tất nhiên cũng phá hoại luôn cả đạo tràng chánh pháp, quấy nhiễu việc tu học thường ngày của người khác, tạo ra bầu không khí tu học xấu ác. Tất nhiên là tội lỗi này không hề nhẹ. Ba, có thể nâng cao công phu nhẫn nhục của chính mình. Phiền não tập khí của phàm phu rất nặng, gặp phải gì không hài lòng hợp ý thì sẽ than phiền oán trách, thấy người không vừa mắt thì muốn đến chỉnh sửa họ, phê bình họ. Ví dụ như thấy người khác nói chuyện quá lớn tiếng, muốn đến ngăn cản họ, thì người khác đóng cửa mạnh tay làm phát ra tiếng động rất lớn, lại muốn đến chỉnh sửa họ. Thì người khác tiểu tiện xong không dội nước thì muốn đến phê bình họ. Tịnh khẩu có thể tránh khỏi những lỗi lầm này, ép bản thân phải nhẫn nại mọi việc, khắc phục phiền não tập khí của chính mình, dần dần sẽ làm được không thấy lỗi người, chỉ thấy lỗi mình. Từ từ sẽ hiểu rằng cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu ở nơi tâm. Tâm dần dần không bị ngoại cảnh lây chuyển nữa. 4. Có thể nâng cao tâm thành kính của bản thân, có thể nhận được sự gia trì lớn hơn nữa của Phật Bồ Tát. Tâm thành kính nhiều một phần thì tiêu thêm một phần tội, tăng thêm một phần phước tuệ, được Phật Bồ Tát gia trì thêm một phần. Tịnh khẩu là điều mà chư Phật Bồ Tát hoan hỷ, là biểu hiện của y giáo phụng hành. Tâm thành kính đối với Phật Pháp, đối với hộ Pháp, đối với chúng sanh được nâng cao lên rất nhiều so với việc không tu tịnh khẩu. 5. Có thể nâng cao tâm cảnh giác của bản thân, bởi vì tịnh khẩu khá là ít bị người khác quấy nhiễu, vậy thì càng có nhiều tinh thần hơn để chú ý đến khởi tâm động niệm của bản thân. Khi phiền não tập khí sanh khởi
thì nhanh chóng nhận biết được, đồng thời tiêu diệt chúng. Lâu dần thì phiền não, tập khí cũng bị khống chế, đồng thời cũng dễ dàng phát hiện ra khuyết điểm và lỗi lầm của bản thân thường xuyên hơn, cũng có thể nhanh chóng sửa lại. 6. Có thể giữ được tâm thanh tịnh của bản thân khá là hiệu quả. Không nói chuyện với người khác một thời gian dài, người khác cũng sẽ không tìm mình để nói chuyện. Không cần phải thường xuyên xã giao với người khác thì ít bị ảnh hưởng. Sẽ có nhiều thời gian nghe kinh, đọc sách hơn. Hết thảy mọi việc không nghe không hỏi, trong tâm không còn lo âu vướng mắc. Tâm thường giữ được sự trong sáng linh hoạt, tâm càng ngày càng thanh tịnh. Tâm càng thanh tịnh thì càng có trí tuệ. 7. Có thể học tập tốt hơn việc tùy duyên sống qua ngày. Bởi vì tịnh khẩu, con người không thể không thành thật, không thể không buông bỏ hết các yêu cầu và ý kiến. Việc gì hợp với ý mình thì rất tốt, không hợp với ý mình cũng rất tốt. Có cũng tốt, không có cũng tốt. Được cũng tốt, mất cũng tốt. Dần dần sẽ học được tùy duyên sống qua ngày, đồng thời cũng không ngừng học tập cách giữ gìn tâm bình khí hòa trong các cảnh duyên thuận nghịch, thiện ác. Lâu dần phiền não sẽ được hàng phục. 8. Có thể buông bỏ các ân oán. Giao du với người khác, nói chuyện hợp ý thì có cảm tình, nói chuyện không hợp ý thì không tránh khỏi xảy ra xích mích. Vậy thì rất dễ kết oán thù với người khác. Những ân oán này sẽ sinh ra chướng ngại rất lớn đối với việc giảng sanh. Thường xuyên tìm người khác để nói chuyện, có khi lại vô ý đắc tội người khác. Nếu như rất thích nói chuyện với ai đó, thì biết đâu người kia nghĩ rằng, sao không nói chuyện với tôi? Có phải xem thường tôi không? Cho nên cũng mắc phải lỗi lầm làm người khác phiền não, đồng thời cũng khiến cho bản thân mất đi tâm bình đẳng, không đối xử như nhau, không đối đãi bình đẳng với tất cả mọi người. 9. Có thể tăng trưởng tâm khiêm tốn, tâm cung kính. Bởi vì không còn phát biểu ý kiến nữa, người khác cũng sẽ không còn hỏi quý vị vấn đề này, vấn đề nọ. Phiền não tập khí, cổng cao ngã mạn, tự cho mình là đúng, cũng dần dần giảm bớt. Mọi người sẽ không còn quan tâm nhiều đến quý vị. Thời gian lâu dần sẽ cảm thấy mình là người nhỏ bé, không đáng để nhắc đến. Không hay không biết thì tâm khiêm tốn, tâm cung kính đã dần dần tăng trưởng. 10. Không cho người khác cơ hội để nói chuyện với mình, cũng giảm bớt cơ hội để người khác tạo nghiệp. Đồng thời cũng có thể ngăn ngừa việc có người sanh phiền não mà diện cứ làm chướng ngại việc tu học bình thường của mình. 11. Thật ra tịnh khẩu là đang hưởng phước thanh nhàn. Người tịnh khẩu lâu rồi sẽ cảm thấy nói chuyện là việc rất phiền phức, rất vất vả. Kêu họ nói chuyện thì họ cũng sẽ cảm thấy không bằng lòng, cũng rất không tự nhiên. Văn phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Cư sĩ Hoàng Trung Sương, đệ tử chí thành khẩn thiết cầu nguyện oai thần của Phật Đà từ bi gia trì. Đệ tử chí tâm khẩn thiết, mong rằng khởi tâm động niệm, lời nói việc làm có thể xa lìa tất cả tội ác, không cho phép mảy may bất thiện xen tạp. Nguyện có thể không nhìn thấy lỗi thế gian, không bị ngoại cảnh lây chuyển. Nguyện chánh niệm có thể hiện tiền mỗi phút, mỗi giây. Nguyện có thể chăm chỉ nỗ lực niệm Phật. Nguyện có thể đánh thức tánh đức chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi vốn có trong tự tánh.
nguyện có thể nỗ lực biết sai sửa sai, nhìn thấu buông bỏ, tích công lũy đức. Chỉ cầu thiện căn phước đức trí tuệ được tăng trưởng, công phu sớm ngày thành phiến. Đệ tử chí tâm sám hối tất cả tội nghiệp đã tạo từ vô thủy kiếp đến nay, nghiệp nặng phước mỏng, chướng sâu tuệ kém. Và đệ tử chân tâm thiết nguyện thoát khỏi luân hồi, cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, nguyện có thể thành tựu vô thượng viên mãn Bồ Đề. Đệ tử nguyện nghiêm túc nỗ lực tu hành, vì chánh pháp mà trụ lâu dài ở thế gian, nguyện vì tất cả chúng sanh sớm được phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, trọn thành Phật đạo. Nguyện có thể nỗ lực khắc phục phiền não tập khí, buông bỏ vọng tưởng tạp niệm. Nguyện không thấy lỗi thế gian, không bị ngoại cảnh lây chuyển. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều có thể xa lìa tất cả tội ác, không cho phép mảy may bất thiện xen tạp. Nguyện có thể nghiêm túc nỗ lực biết sai sửa sai, nhìn thấu buông bỏ, tích công lũy đức. Nguyện chăm chỉ nỗ lực niệm Phật, nguyện đánh thức tánh đức chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi vốn có trong tự tánh. Nguyện thiện căn phước đức trí tuệ được tăng trưởng, sớm ngày được công phu thành phiến. Nguyện Phật từ bi hộ niệm, oai thần gia trì. Hạnh nguyện của con luôn bền vững, chỉ có trí Phật mới chứng tri. Dù cho thân vào trong các khổ, nguyện con bền chắc vẫn không lùi. Nguyện chúng con tâm đồng tâm Phật, hạnh đồng hạnh Phật, nguyện đồng nguyện Phật, bước theo dấu chân của cư sĩ Hoàng Trung Xương, một đời thành tựu giảng sanh Cực Lạc, bất thối thành Phật, hầu cận Di Đà. Thành thật niệm Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh cõi Cực Lạc.